MC Đại Nghĩa Trịnh Kim Chi bức xúc khi nhiều YouTuber đến nhà riêng chụp ảnh quay phim đám tang Mai Phương. Để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh cũng như sự riêng tư cho tang lễ của diễn viên Mai Phương, nên gia đình đã quyết định không công khai nơi tổ chức tang lễ. Thế nhưng nhiều YouTuber và người dân vẫn cố tình đến nhà tang lễ để chụp ảnh quay phim, khiến nhiều đồng nghiệp bức xúc lên tiếng. Vừa qua, diễn viên Mai Phương rút hơi thở cuối cùng của mình tại nhà riêng sau hơn 2 năăm chiến đấu cùng bệnh ung thư. Hưởng dương 35 tuổi, thực hiện theo tâm nguyện cuối cùng của cố diễn viên, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã quyết định không công bố địa điểm nơi tổ chức tang lễ, đồng thời tránh tụ tập đông người vì Việt Nam đang vào những ngày căng thẳng với dịch Covid-19. Nhằm thỏa mãn sự tò mò, nhiều người còn dùng các thiết bị để quay phim, livestream, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và phản cảm. Là người bạn, đồng nghiệp của Mai Phương nên Lưu Hoàng Gia Bảo không giấu nổi sự bức xúc khi tang lễ của cố diễn viên bị nhiều người làm phiền. Phía dưới bài viết, MC Đại Nghĩa và Trịnh Kim Chi cũng bày tỏ sự bất lực với những YouTuber. Lần nào cũng vậy, chẳng biết được lợi ích đến như thế nào mà phải làm những điều như thế. Nói hoài nói mãi vẫn vậy, vẫn bất chấp, thương cho người nằm xuống. Ốc Thanh Vân cùng nhiều người bạn hiện đang có mặt để cùng gia đình chuẩn bị tang lễ cho diễn viên Mai Phương. Cô cho biết hiện tại nội bộ đang rất rối ren, nên cô cũng hạn chế chia sẻ các thông tin lên mạng xã hội. Không chỉ riêng tang lễ Mai Phương không ít lần, cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ khi người dân tụ tập tại đám tang của các nghệ sĩ. Bên cạnh những khán giả dành tình cảm cho nghệ sĩ mình yêu mến, không ít YouTuber đã lợi dụng điều này để livestream quay clip nhằm câu view, thu hút sự hiếu kỳ của cộng đồng mạng. Đám tang cố nghệ sĩ Anh Vũ cũng ghi nhận những hình ảnh phản cảm như thế này.